Nhãn lồng được thu hoạch và vận chuyển bằng xe chuyên dụng, nên quý khán giả hoàn toàn có thể yên tâm vì độ tươi ngon của sản phẩm. Với quả tròn, vỏ màu vàng nâu, cùi dày và ráo nước, đặc biệt bên trong cơm nhãn có hạt nhỏ đen nháy. Đây là những sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, không sử dụng các hóa chất độc hại nhằm thỏa mãn yêu cầu về chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Được biết, ngoài 100 tấn đã cam kết tiêu thụ, Sài Gòn Co-op cũng sẽ tiếp tục tăng số lượng nhãn lồng theo nhu cầu của người tiêu dùng. Sài Gòn Co-op cũng đầu tư nhiều vào việc cung ứng hệ thống phân phối logistics và vận tải để đảm bảo một cái phương tiện phân phối và cách thức phân phối chuyên nghiệp nhất để đảm bảo chất lượng của sản phẩm nhãn được đưa vào trong phía Nam và thậm chí là ra những thị trường quốc tế được hoàn chỉnh hơn. Thứ nhất, kiểm chứng được cái nguồn chất lượng được trồng trọt ra như thế nào, tiêu tưới như thế nào, bảo quản như thế nào, vận chuyển như thế nào để vào trong Nam. Và cái thứ hai là mình cũng tìm hiểu về cái sản lượng của vùng. Thì từ đó thì về thì mình cũng sẽ tính toán lại cái sản lượng tiêu thụ. Từ hôm nay, quý khán giả có thể chọn mua và thưởng thức nhãn lồng Hưng Yên với giá 41.000 đồng 1 kg tại hệ thống siêu thị Co-op Mart, Co-op Food và đại siêu thị Co-op Extra khu vực phía Nam. Nhãn lồng Hưng Yên cũng sẽ được đưa vào danh sách các mặt hàng tại lễ hội trái cây trong chương trình tự hào hàng Việt của siêu thị. Bên cạnh đó, Sài Gòn Co-op sẽ xúc tiến đưa nhãn lồng xuất khẩu tham gia tuần lễ hàng Việt tại Singapore vào tháng 9 sắp tới.